Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, những cái vụ mà các chính trị gia bị cáo buộc quấy rối tình dục hiện nay đã có thêm hai nhân vật mới. Đầu tiên là vào chiều ngày hôm qua, ông dân biểu của tiểu bang Arizona Trent Franks đã tuyên bố từ chức sau khi mà ông biết là Ủy ban Đạo đức của Hạ viện đang mở một cuộc điều tra nhắm vào ông với các cáo buộc là ông có những cái lời nói mang tính chất quấy rối tình dục. Thì ông nói gì? Vâng, thưa quý vị, ông này ông nói là đầu tiên vào chiều hôm qua thì ông nói là ông biết là Ủy ban Đạo đức đang điều tra cái việc và ông và hai người nhân viên cấp dưới quyền, và để tránh những cái khó xử từ cả hai phía thì ông sẽ từ chức vào ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Được biết là vợ chồng của ông Franks là hiếm muộn, không thể nào có con được. Cho nên là cả hai người đã từng dùng người đẻ thuê để mà có hai đứa con song sinh. Thì ông này bị cáo buộc là có muốn một đứa con thứ ba, nhưng mà ông đã hỏi hai người nhân viên dưới quyền của ông là có muốn đẻ thuê cho ông hay là không. Nhưng mà cái cách mà ông nói thì bây giờ chúng ta cũng không thể biết được, là bởi vì Ủy ban Hạ viện họ nói rằng một khi mà cái người bị điều tra họ từ chức thì họ sẽ không có điều tra nữa, họ ngưng cái việc này. Vâng, và mặc dù là tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm, tuy nhiên ông Franks ổng vẫn khẳng định là ổng chưa bao giờ có những cái đụng chạm hoặc là sử dụng vũ lực để mà có quan hệ tình dục với hai người phụ nữ kia. Và cái người tiếp theo nữa, thưa quý vị, đó bị Ủy ban Đạo đức mở cuộc điều tra là một dân biểu của tiểu bang Texas. Ông này bị cáo buộc là đã sử dụng ngân sách của liên bang, nghĩa là tiền thuế của người dân, để mà thỏa thuận đền bù cho một người cũng là cựu nhân viên khi bị bà này tố quấy rối tình dục. Ông này có tên là Blake Farrento, thuộc đảng Cộng Hòa. Vào tháng 7 năm 2014, thưa quý vị, ông này đã bị bà cựu giám đốc truyền thông của mình có tên là bà Lauren Green, bà kiện ông này có những cái lời nói mang tính chất quấy rối tình dục, và bà bị ông này đuổi việc một cách bất công vì đã dám tố cáo ông. Theo đơn kiện đó thì bà kể là ông Ferranto thường xuyên uống rượu ở trong văn phòng trong giờ làm việc, và ông này thì bắt đầu kể lể với bà rằng vợ chồng ông bị trục trặc trong suốt nhiều năm và không hề có cái chuyện quan hệ vợ chồng. Lần khác nữa thì ông nói rằng ông muốn có quan hệ ba người chung với cả hai vợ chồng, và ông mơ mộng cảnh là hai vợ chồng ông bị xiết cổ trong lúc mà có cái việc đó. Vâng, thưa quý vị, thì bà này bà đệ đơn kiện vào tháng 7 năm 2014. Đến tháng 12, bà nhận được số tiền đền bù là 84.000. Nhưng mà truyền thông họ khám phá ra là ông này ông lấy tiền từ ngân sách quốc hội để mà thỏa thuận đền bù cho bà. Nhưng mà ông này ngoài miệng ông vẫn phủ nhận là ông không hề nói những cái câu này, nhưng cái việc đền bù là có thật. Và còn phía nhưng mà hiện nay ông Ferranto đã cho biết ông gửi một cái tấm chi phiếu cho chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan để mà trả lại cái số tiền này. Còn riêng về phần của bà Green là người tố cáo ông Ferranto, thì đã 3 năm trôi qua kể từ khi bà nhận tiền bồi thường thì bà này cũng không tìm được bất kỳ công việc full time nào ở Washington DC nữa, là bởi vì bà bị mang cái tiếng là từng dám kiện một chính trị gia, thưa quý vị. Tì vết. Trở lại với câu chuyện của ông dân biểu ở Arizona, ông Trent Franks, có hai cái cách nói, mà vì cái cách nói thứ nhì đã khiến cho những người thiếu nữ và nhân viên dưới quyền cảm thấy là họ bị quấy rối. Có hai cách.
nếu mà thực sự ông muốn có con, nó những người hiếm muộn nói em hoặc là cô có thể giúp cho chúng tôi, gia đình chúng tôi cần nếu mà cô giúp được thì chúng tôi cảm tạ cô, hoặc là sẽ trao cho cô một cái số tiền bồi thường. Đó là cách nói. Cái thứ hai, cách nói là thế thì em có muốn có con với anh không? Ấy, thấy quý vị thấy không? Cái cách đó là cái gợi dục, thì các cô cảm thấy ông này bày tỏ cái câu nói nó quá kỳ cục. Và đó lý do tại sao thay vì phải đương đầu với cuộc điều tra, mà khi quý vị biết điều tra đó, họ phải mang ông ra thẩm vấn rồi can các cô ra, bởi vì điều tra của quốc hội mà, thì ông phải khai ra, mà cái chuyện đó là public record, mọi người sẽ biết hết, cho nên không muốn đời tư của tôi đào xới ra nữa, thôi thà là đi ngay lập tức. Cũng như ở trường hợp của ông Conyers, ông không muốn, bởi vì điều tra cũng đang bắt đầu tiến hành, thì ông Conyers nhức đầu quá, ông phải vô bệnh viện, sau đó ông nói thôi tôi về hưu luôn, không khỏi điều tra gì hết. Ngược hoàn toàn với lời tuyên bố của Tổng thống Trump hôm thứ Tư vừa rồi, ông nói rằng việc mà ông tuyên bố thành phố Jerusalem là thủ đô của người Do Thái sẽ mang lại cái sự hòa bình cho cả người Do Thái và người Palestine. Ngay sau lời tuyên bố đó, thay vì hòa bình, chúng ta thấy là toàn là những cái sự chết chóc. Và cái chết đầu tiên vừa diễn biến ngày hôm nay, một người Palestine đã thiệt mạng sau một cái vụ đụng độ dữ dội. Quý vị nhìn thấy, đã nhìn là đây là những hình ảnh live từ dải Gaza. Quý vị, dải Gaza là một cái khu vực mà sau chiến tranh năm 1967, phía Do Thái phải đi đến với cái hòa ước với phía Ả Rập và kể cả những người Hồi giáo Palestine, là phải dành ra một cái khu vực cho những người này tị nạn tạm thời. Đó là dải Gaza. Trong lúc mà quốc tế tìm cách để đi đến một cái tiến trình hòa bình trong cái vùng tranh chấp giữa Do Thái và Palestine. Và quý vị biết cái khu vực bờ Tây đó, là trong những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc đó, là buộc Do Thái không được tiếp tục lấy những cái vùng đất này, bởi vì đang còn tranh chấp mà, để mà xây nhà cửa. Nhưng mà phía Do Thái nói không, họ vẫn tiếp tục càng ngày càng bành trướng cái khu vực ra khỏi cái khu đường biên giới mà đã được vạch ra trước đây, khiến cho cái tình trạng càng ngày càng căng thẳng nhiều hơn nữa, thưa quý khán thính giả. Điểm thứ nhì nữa là trong cái cuộc đụng độ ngày hôm nay, không chỉ riêng ở dải Gaza mà còn của thành phố Ramallah gần Jerusalem nữa. Qua những cái vụ này, phía Hamas, phía Hezbollah là các lực lượng dân quân người Hồi giáo và vô cùng cực đoan. Họ là những cái lực lượng luôn âm mưu để tấn công, giết người Do Thái. Và chính vì đó mà cái tiến trình hòa bình này sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Bởi vì Do Thái họ cũng phải tự vệ để bảo vệ người dân của họ, trong khi họ lại phải đối đầu với những kẻ vô cùng cực đoan. Người Do Thái cũng có những cái thành phần cực đoan nữa. Người Do Thái nói không, đây là cái vùng đất mà ngàn năm trước thuộc về chúng ta, bây giờ vẫn là chúng ta, không có lý do gì chúng ta nhường cho người Palestine. Ngược lại thì người Palestine được sự Iran ủng hộ và Ả Rập ủng hộ, họ cứ nhất quyết là đòi phải lấy lại đất, mà nhất là cái vùng Jerusalem này gọi là thủ đô tương lai của họ. Và nếu tranh chấp như thế thì chuyện gì xảy ra, thưa quý vị? Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson muốn làm giảm nhẹ bớt cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump và làm nhẹ tình hình. Ông Rex Tillerson tuyên bố mặc dầu là Jerusalem là trung tâm của người Do Thái, thủ đô của người Do Thái, nhưng hòa bình có được hay không là do người Do Thái và người Palestine phải chịu trách nhiệm lấy. Ông nói điều đó. Hoa Kỳ không có thể giúp ích gì vào tiến trình này, và không có đất nước, một cái quốc gia nào, kể cả Liên Hợp Quốc, có thể đóng góp vào cái tiến trình hòa bình nếu như người Do Thái và người Palestine không ngồi xuống với nhau để giải quyết cái tình hình này. Cho nên nó sẽ tiếp tục, và đây là cái vấn nạn mà người Palestine vô cùng phẫn nộ. Họ nói rằng cái chuyện tranh chấp từ xưa tới giờ sẽ để thời gian và các nỗ lực quốc tế đóng góp vào. Trong khi đó, Hoa Kỳ là một quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho Do Thái, lại tuyên bố đây là khu vực của người Do Thái chứ không thuộc về người Palestine. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày.